một lần nữa người dân lại bị tập đoàn điện lực Việt Nam EVN móc túi vừa tăng giá điện vừa dùng chiêu trò dùng một phần số lượng điện tiêu thụ trong tháng trước sang tháng mà giá điện tăng nên việc hóa đơn tiền điện của người dân trong tháng này cao gấp đôi tháng trước không có gì là lạ, lạ mặc dù số lượng điện tiêu thụ không thay đổi chính cơ chế độc quyền đã cho phép tập đoàn nhà nước này tùy tiện gia tăng giá điện trong những năm qua với lý do đơn giản là kinh doanh thua lỗ những khoản lỗ của EVN thật ra là do giới chức điều hành đầu tư sai bậy gây ra, chứ không phải vì kinh doanh điện thua lỗ. Mang danh là Tập đoàn Điện lực Quốc gia, nhưng EVN lại lao đầu vào kinh doanh trái ngành như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản. Những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo tập đoàn được chọn lựa trên yếu tố thuộc phe nhóm nào, con của giới chức cộng sản nào, chứ không phải họ được lựa chọn trên khả năng kỹ thuật hay điều hành. Ngay cả những đầu tư cũng dựa trên những sắp xếp gian manh, những chia chác lại quả, chứ không dựa vào các yếu tố kinh tế. Hậu quả là thua lỗ, nợ nần chồng chất, khiến ngân sách nhà nước thâm thủng. Do nắm giữ độc quyền bán điện, nên EVN thoải mái và tăng giá điện, bắt người dân trả nợ. Trong khi đó, do không được đầu tư và bảo quản, nên hệ thống cơ sở hạ tầng mạng lưới điện tại Việt Nam vô cùng tồi tệ. Trang thiết bị lạc hậu, khiến điện hao hụt, bộ máy quản lý cồng kềnh, năng suất lao động thấp, chậm chạp trong việc tiếp cận khoa học công nghệ. Điện là nguyên liệu đầu vào của nền kinh tế, cho nên giá điện tăng đồng nghĩa với giá bán tất cả các mặt hàng cũng sẽ tăng theo, khiến việc chi tiêu sinh hoạt của người dân nghèo thêm phần eo hẹp khó khăn. Vậy mà ông Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải còn tuyên bố, giá điện tăng, mọi người đều được lợi không chắc ông ta muốn nói mọi người là ai nhưng chắc chắn không bao gồm người dân việt nam đúng ra là một tập đoàn nhà nước nắm giữ độc quyền bán điện thì mục tiêu của evn không chỉ là tạo lợi nhuận cao nhất mà còn là tạo lợi ích xã hội bằng cách bán điện cho dân với mức giá rẻ khác với một tập đoàn tư nhân chỉ có mục tiêu tạo lợi nhuận tối đa có thể nếu việc kinh doanh điện là quá khó khăn và dễ thua lỗ Vậy tại sao EVN không từ bỏ cơ chế độc quyền để các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào quá trình phân phối điện, để có sự cạnh tranh theo cung cầu trên thị trường, để bảo vệ người tiêu dùng? Nhưng những tập đoàn như EVN được chính quyền độc tài tham nhũng lập ra, nắm giữ độc quyền kinh doanh trong những lĩnh vực thiết yếu là để làm giàu cho bản thân, cho phe nhóm, chứ không phải vì lợi ích của người dân. Tương tự như thời thực dân Anh chiếm giữ độc quyền bán muối tại Ấn Độ.